Dạ vâng, em nghe ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Hyundai Tucson có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số tự động, mang khối động cơ 2.0, trang bị Laranduc 4 bánh, trang bị túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Hiện tại chiếc Hyundai Tucson đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh, mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mua xe cũng như bán xe, hãy cứ nhấp máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Hyundai Tucson phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, ghế da xịn sò nguyên bản theo xe, bô lăng 4 chấu này. Đấy, chân nỉ nguyên bản này, cửa sổ trời. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh các bác nhá, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Đó là một mẫu xe Hyundai Tucson, màn hình mà cam nồi đầy đủ này. Đấy, con này là bản full các bác nhá. Ghế chỉnh điện này. Đấy, ghế chỉnh điện 4 chiều luôn các bác nhá. Ghế điện 4 chiều các bác này. Đó, hoạt động rất là trơn tru luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Hyundai Tucson sản xuất 2010, xe đẹp xuất sắc luôn. Keo chỉ zin, máy số zin. Đấy, tất cả những ốc áp bản đề nguyên đai nguyên kiện luôn. Cam kết các bác là xe zin cả xe. Đây là một mẫu xe Hyundai Tucson, là một mẫu xe đấy, sản xuất 2010, mang phiên bản số tự động, cửa sổ trời, toàn cảnh panorama các bác nhá. Đấy, nội thất tươi rói này. Đấy, một mẫu xe phải nói là xịn sò. Đây là một mẫu xe công vụ của em có nhá, bí tiền của em bán con xe công vụ này cho các bác. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này em sẽ nhượng lại cho các bác nhá. Giá tiền trước Hyundai Tucson bên em đang chào bán với giá là 435 triệu đồng. Vâng, 435 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai. Vâng, Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế, không hay hỏng mặt các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn, cam kết các bác là xe zin cả xe các bác này. Ốc áp bản đề nguyên đai nguyên kiện. Đấy, chân phanh, chân ga này. Đấy, đây là chân phanh này, phanh tay các bác nhá. Bệ bậc lên xuống này. Đấy, nội thất thì ghế da xịn sò nguyên bản thôi. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, biển kiểm soát Hải Dương. Đấy, nội thất này, ghế da xịn sò các bác nhá, ghế da xịn sò rất là đẹp luôn, sà rất là mềm mại êm ái. Một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, rộng như mẫu xe 7 chỗ các bác nhá. Rất là rộng rãi luôn, rộng như xe 7 chỗ luôn. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh panorama các bác này. Đấy, rất đẹp, trần nỉ nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, một mẫu xe bản full. Đó là một mẫu xe Hyundai Santa Fe. Đấy, sản xuất 2010, xe đẹp xuất sắc. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Tất cả hệ thống khung cánh cửa này. Đấy, nguyên đảm bản luôn các nhá, nguyên bản luôn. Keo chỉ là cam kết các bác là keo chỉ zin. Đấy, một mẫu xe không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, máy gầm đại chất, cun số ngọt. Đấy, nội thất thì đẹp tươi rói các bác nhá. Lốp dép này các bác xem, phần lốp dép của xe rất là dày dặn luôn. Hệ thống cua lốp này. Đấy, hệ thống cột giảm sóc này. Đấy, cua lốp của xe các bác nhá, không hề có một chút mục mọt luôn. Sơn xi thì đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, form dáng rất là ok. Đấy, hiện tại trước Hyundai Tucson hiện đang có tại cửa hàng bên em. Đấy, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh, mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi các bác nhé. Đấy, lộ thất tươi rói luôn. Đây là hệ thống cốp sau xe các bác này. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi mà rộng như 7 chỗ các bác nhé. Rộng như 7 chỗ luôn. Đây là hệ thống đinh tán răng giật của xe. Đấy, ốc ác lắp cabo, đeo chỉ này, zin nguyên bản luôn các bác nhé. Đấy, đinh tán răng giật này. Đấy, rất là đẹp luôn. Một mẫu xe đây này, các bác xem này. Đấy, đó, rất là tiện ích luôn các bác nhé. Đấy, hệ thống này, hệ thống chắn nắng này. Đấy, đây, lắp nó vào đây. Đấy, thấy chưa, rất là ok luôn các bác nhé. Đấy, đây là phần hệ thống này, lớp số cua này. Đấy, lớp số cua các bác nhá, làm đây này. Đấy, kích trong đầy đủ luôn. Đấy, không thiếu cái gì các bác nhá. Đấy, phải nói rất là đẹp luôn. Một mẫu xe Hyundai Santa Fe. Đấy, cốp sau xe rất là rộng rãi này.
Đây, phần hệ thống tổng quan của lắp cốp này. Đấy, tất cả các lỗ của nó này không hề có một chút móc méo nào các bác nhá. Đấy, nguyên bản luôn. Đấy, keo chỉ zin, máy số zin. Đấy, gầm bệ chắc ôn số ngon. Hệ thống gầm của xe các bác này. Đấy, tổng quan của gầm của xe các bác nhá. Đấy, gầm con này thì rất là chắc luôn. Đây là một mẫu xe công vụ của em. Đấy, bí tiền của A bán mẫu xe công vụ này các bác nhá. Đấy, nhượng lại cho bác nào đấy, yêu mẫu xe Túc Sơn. Đấy, sản xuất 2010. Đấy, mang phiên bản số tự động, động cơ chỉ có 2.0 thôi. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc các bác nhá. Keo chỉ zin, máy số zin. Đấy, hiện đang có tại bên em. Đấy, lốp dép thì rất là dày dặn luôn. Phanh đĩa 4 bánh các bác này. Phanh đĩa 4 bánh, túi khí ABS chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhá. Đấy, hệ thống thụt giảm sóc này, hệ thống cua lốp này. Rồi, rất đẹp, la răng tăm này, la răng đúc 4 bánh các bác nhá, tay lắm mở cửa, Opilock mạ chrome. Đấy, chân kính này, vẻ mưa đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, chân kính vẻ mưa đầy đủ luôn. Đấy, hàng ghế đằng sau này. Đấy, các bác xem vào trong đây thì rất là rộng rãi luôn các bác nhá. Đăng ký 5 chỗ ngồi, ngồi rất là thoải mái luôn các bác này. Rất là thoải mái rộng rãi các bác nhá. Đấy, chỉ có 435 triệu đồng. Trần nỉ nguyên bản các bác nhá. Hệ thống ốc áp bản nè. Đấy, chưa hề động đến cali bỏ đét luôn. Hệ thống bật lên xuống này. Đấy, táp ly cánh cửa các bác nhá. Đấy, vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Đấy, gai sần rất là đẹp này. Phần khung cánh cửa này. Đấy, khung cánh cửa không hề có một chút mục mọt nào đó nhá. Đấy, âm thanh con này thì cực hay luôn. Keo chỉ cam kết các bác là keo chỉ này. Đấy, keo chỉ zin đó nhá, keo chỉ zin luôn, máy số zin. Đấy, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Đấy, đây là số điện thoại của chú em của em các bác nhá. Đấy, Tuấn Anh Auto này. Đấy, điện thoại 0816662386. Đấy, đây là phần hàng ghế đằng trước này, ghế da vẫn còn xịn sò nguyên bản theo xe các bác nhá, sờ rất là mềm mại luôn. Đấy, rất là đẹp. Hệ thống bệ bậc lên xuống đây. Ốc bản này nè. Đấy, các bác xem chưa hề động đến ca lê mở lên. Phần hệ thống cột kèo của xe zin nguyên bản luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Đó là một mẫu xe Hyundai Túc Sơn, sản xuất 2010, mang phiên bản số tự động, động cơ 2.0. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe đang tầm khoảng 8 lít, 7 đến 8 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá, chở được 5 người. Đấy, rất là rộng rãi luôn. Đấy, rất rộng rãi luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, xi nhan báo giá trên gương, gương kính chỉnh điện và cục xe. Đăng kiểm thì còn đến tháng 12 năm 2022. Phần là lóc của xe các bác ạ. Đấy, lóc của xe các bác nhá. Đấy, phần quả lốp của đằng trước bên phụ các bác nhá. Lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Đấy, lốp dép rất là dày dặn các bác nhá. Hệ thống cua lốp của xe. Đấy, la răng đúc này. Phanh đĩa 4 bánh này. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Đấy, một mẫu xe tư nhân biển kiểm soát 34A07509. Đấy, đó là một mẫu xe Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson các bác nhá. Hyundai Tucson sản xuất 2010. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Lốp dép thì bốn quả lốp của nó khá là dày dặn các bác nhá. Đấy, rất là dày dặn luôn. Hệ thống cua lốp này. Đấy, không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá, không hề mục mọt luôn. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống bô lăng của xe này. Đấy, bô lăng thì rất là đẹp, tích hợp bàn phím trên bô lăng. Bô lăng 4 chấu. Sau đây em sẽ lổ máy đây này, để lổ start top các bác nhé. Đó, nhẹ cái lổ ngay các bác nhé. Sờ lệ nhẹ cái lổ ngay. Xi nhan báo rẽ này. Đó, hoạt động rất là trơn tru, phun nước và gạt mưa. Đấy, phun nước gạt mưa các bác nhé. Điều hòa thì rất là mát luôn. Đấy, điều hòa này. Đấy, điều hòa auto các bác nhé. Điều hòa auto. Đấy, quả số này. Đấy, đây là phần hệ thống bệ tì tay này. Đấy, chắn nắng này.
Đấy, chắn nắng đầy đủ các bác nhá, gương trang điểm luôn. Đó, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc. Đấy, dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là ổn định, âm thanh thì cực hay luôn. Đấy, âm thanh nhạc nhẽo cực hay các bác nhá. Đấy, hệ thống cửa sổ trời nè. Đấy, cửa sổ trời các bác nhá, cửa sổ trời này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đó, rất ok luôn. Đấy, hệ thống đèn đèn trần này. Đấy, hộp đựng kính này đầy đủ các bác nhá. Gương chiếu hậu này. Đấy, gương chiếu hậu chống chói các bác nhá. Màn hình và cam nồi đầy đủ luôn. Đấy, cửa đằng cửa sổ trời đằng sau các bác nhá. Đấy, cửa sổ trời đằng sau các bác này rất là ok luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Đấy, hoặc đến trực tiếp bãi em, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đấy, phần táp lô của xe này. Đấy, các bác xem táp lô rất là đẹp luôn. Đấy, vẫn còn gai sần, trang bị cảm biến nồi, cảm biến va chạm đầy đủ các bác nhá. Đấy, cảm biến nồi, cảm biến va chạm đầy đủ luôn. Đấy, màn hình cam nồi. Đấy, cam nồi đầy đủ luôn các bác nhá, màn hình Android. Đấy, gương chỉnh điện này các bác này. Đấy, chỉnh điện đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc, tư nhân gia đình sử dụng. Đó là một em Hyundai Tucson, sản xuất 2010, giá tiền 435 triệu đồng. Đấy, bên em có bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Đấy, bác nào mà yêu em này, đấy, em sẽ nhượng lại cho các bác nhé. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy của chiếc Hyundai Tucson sản xuất 2010, mang phiên bản số tự động động cơ 2.0. Đấy, máy zin các bác nhá, máy zin, máy lổ giòn tan luôn. Đấy, máy lổ giòn tan này, tất cả ốc áp vẫn còn sơn chấm 7 màu. Hệ thống bộ giảm sóc này. Đấy, bộ giảm sóc ốc áp 5 nao chưa hề tháo nữa các bác nhá. Và giá tiền thì chỉ có 435 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Tucson. Đấy, xe đẹp xuất sắc, keo chỉ zin, máy số zin. Đấy, nội thất thì ghế da xịn sò. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, bao zin bao phê cho các bác. Đấy, bác nào mà quan tâm đến em này hãy cứ alo cho em nhượng lại cho các bác. Đấy, em nhượng lại xe công vụ cho các bác nhé. Máy thì không hề có một chút gì dầu nào. Đấy, bộ chia ABS chống trơn chống trượt và chống bó cứng các bác nhé. Đấy, xe thì rất đẹp luôn. Đấy, keo chỉ zin, máy số zin, gầm bệ chắc côn xuống ngọt. Đấy, một em tư nhân chính chủ miền Hải Dương. Đấy, xe thì không hề có hiện tượng gì dầu các bác nhé, không hề gì dầu luôn. Tất cả những cái nhựa này nguyên đai nguyên kiện có nhá, nguyên bản luôn. Đấy, nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Sơn xi thì màu lâu rất đẹp luôn. Đấy, một em lâu. Đấy, đeo chỉ các bác này, nguyên đai nguyên kiện luôn các bác nhá. Tổng quan của lắp capo này. Đấy, tất cả các lỗ của nó tròn, không hề có hiện tượng móp méo các bác nhá, không hề móp méo chi. Đấy, máy móc thì lỗ rất là êm, không hề có gì dầu một chút gì các bác nhá, không hề gì dầu luôn. Đấy, máy zin toàn tập luôn các bác nhá, xe zin toàn tập luôn. Đấy, lỗ rất là êm. Đấy, ngồi trong xe thì tiếng máy gần như là không nghe thì tiếng nổ các bác nhá. Hệ thống đây. Đấy, hệ thống đèn đỏ các bác này, nguyên bản luôn các bác nhá, nguyên bản theo xe luôn. Đấy, rất đẹp các bác nhá, rất đẹp, nguyên bản theo xe. Đấy, em này thì đăng ký 5 chỗ ngồi mà rộng ngang với 7 chỗ các bác nhá, rộng ngang với 7 chỗ luôn.
Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, đấy, mua về chạy gia đình. Chạy gia đình rất là ok luôn đó nhá. Sơn xi sạch sẽ rồi. La răng đúc đuôi khí ABS đầy đủ. Đó là một mẫu xe Hyundai Tucson, gầm cao, máy thoáng, đăng ký 5 chỗ ngồi. Với giá tiền trước này là bên em đang chào bán với giá là 435 triệu đồng. Đấy, 435 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe cân bộ này của em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị qua những video lần sau ạ.